rất vui được gặp lại các em trong chương trình Bạn Khéo Tay ngày hôm nay. Ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em làm món cánh gà tẩm bột chiên giòn. Nguyên liệu của chúng ta gồm có 200g bột cà mì, 100g bột mì, 2 quả trứng gà, một chút bột paprika, đây là một loại ớt bột, lá thơm oregano, hạt tiêu, một chút muối và hai chiếc cánh gà công nghiệp. Và ngay sau đây anh sẽ hướng dẫn các em cách chúng ta sơ chế cánh gà. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng dao và cắt vào phần sụn của cánh gà để chia cánh gà thành 3 phần. Những cái phần mà cánh gà to quá thì các em nên cắt nó nhỏ bớt ra một chút để dễ dàng hơn trong khi chúng ta ăn. Sau khi chúng ta đã cắt cánh gà thành những miếng vừa ăn thì anh sẽ sử dụng lá thơm và các gia vị kèm theo để tẩm ướp cho gà. Gà này thì chúng ta sẽ tẩm ướp để trong tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi chúng ta chiên. Lá thơm oregano khoảng 1 thìa cà phê, rắc đều lên gà, trộn đều. Tiếp theo là hạt tiêu, nửa thìa cà phê tiêu, ớt bột paprika và một chút muối nữa. Chúng ta không nên cho quá nhiều muối để tránh cho gà khỏi bị mặn, bởi vì là khi chúng ta ăn gà thì chúng ta cũng sử dụng các loại sốt kèm theo nữa. Em thân mến, sau khi chúng ta tẩm ướp các loại lá thơm cũng như là hạt tiêu rồi muối vào đây thì chúng ta sẽ bọc thực phẩm và cất cánh gà này trong tủ khoảng 15 phút trước khi chúng ta chiên giòn cánh gà. Anh ơi, cất gà vào trong tủ lạnh khoảng 15 phút để làm gì vậy anh? Để cho các nguyên liệu thấm dần vào bên trong thịt của gà, và khi chúng ta ăn thì chúng ta cảm nhận được những cái vị thơm ngon của lá thơm cũng như là vị của hạt tiêu, muối ở trong cánh gà. Các bạn hãy nhớ là hãy để gà của chúng ta vào trong tủ lạnh khoảng tầm 15 phút để gà của chúng ta khi làm xong sẽ được ngon hơn. Các em thân mến, sau 15 phút chúng ta sẽ lấy gà trong tủ lạnh ra và anh sẽ hướng dẫn các em tẩm qua bột và trứng để chúng ta chiên gà. Và ngay sau đây thì anh nhờ Phương Anh đập trứng cho anh và sẽ đánh tan trứng lên. Đúng rồi, đập cả hai quả vào bát đấy. Trong khi Phương Anh đánh tan trứng thì anh sẽ sử dụng bột mì lăn qua gà trước. Anh sẽ rắc bột mì vào trong bát. Các em cũng có thể sử dụng túi ni lông, cho bột mì vào trong túi ni lông và cho gà vào trong đó rồi lắc mạnh nó lên. Một lúc thì gà cũng sẽ ngấm được đều bột mì. Đây là lớp áo đầu tiên để làm cho cánh gà chúng ta giữ được trứng. Và nó sẽ rất là giòn ngay sau khi chúng ta chiên. Sau khi chúng ta đã phủ một lớp bột mì rất là đều ở bên ngoài gà rồi, chúng ta sẽ lăn qua trứng. Việc lăn gà qua trứng thì có tác dụng gì vậy anh? Việc chúng ta lăn gà qua trứng là có tác dụng là để cho trứng sẽ bao quanh được bột cà mì của chúng ta và sẽ tạo một cái lớp vỏ rất là giòn khi chúng ta chiên. Sau khi chúng ta lăn qua trứng rồi thì gà sẽ khá là ướt. Và lúc này thì anh sẽ lăn qua bột cà mì. Sau khi cho qua trứng rồi, chúng ta chỉ cần dùng thố trộn và lắc đều lên là được. Các em khi làm ở nhà chúng ta có thể sử dụng một tay ướt, một tay khô. Đây là một cách rất là hiệu quả trong việc tẩm ướp tất cả các loại nguyên liệu. Sau khi chúng ta tẩm bột cho gà xong rồi thì chắc chắn bước cuối cùng sẽ là rán phải không anh? Đúng rồi. Ngay sau khi chúng ta tẩm ướp gà xong thì chúng ta sẽ cho gà qua chảo chiên để chúng ta sẽ chiên gà. Các em chú ý là ở những chương trình trước anh đã hướng dẫn các em cách chiên gà ở đúng nhiệt độ. Chúng ta sẽ làm nóng chảo trước với cả dầu ăn và ở nhiệt độ là 175 độ C. Một cách để kiểm tra dầu đã đạt đến cái nhiệt độ đủ để chiên là chúng ta sẽ sử dụng cái đầu đũa, nhúng đầu đũa vào dầu. Khi chúng ta quan sát thấy bong bóng sủi quanh đầu đũa là lúc đấy đã nhiệt độ đã đủ để chúng ta chiên bất cứ các loại thực phẩm gì rồi. Các bạn hãy nhớ lời anh Hùng dạy nhé. Tại theo Phương Anh nghĩ nhiệt độ của dầu cũng góp phần làm nên sự hoàn hảo của một món ăn ngon đấy các bạn ạ. Anh Hùng ơi, như lần trước anh có hướng dẫn cho em cũng như các bạn cách chiên món cá thì anh có hướng dẫn là phải thả từ từ. Vậy thì trong cái
chiên cánh gà này chúng ta có cần phải thả từ từ cánh gà vào như chiên cá không hả anh? À, món này thì chúng ta sử dụng loại bột bao quanh nguyên liệu khác với cái món cá chúng ta sử dụng lần trước. Món cá lần trước chúng ta sử dụng loại bột lỏng cho nên là nó sẽ rất là khó để chiên, chúng ta sẽ phải thả vào từ từ. Nhưng với món ăn này là chúng ta sử dụng bột bao quanh gà là hoàn toàn bằng bột khô cho nên chúng ta cũng không nhất thiết là phải thả vào từ từ. Các em chú ý, chúng ta khi chiên gà thì chúng ta nhớ sau khi thả gà vào trong chảo chiên thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ xuống khoảng 100 độ thôi để cho dầu sẽ chín dần đều vào bên trong, nhiệt độ sẽ chín dần đều vào bên trong miếng gà. Nếu như các em cứ duy trì ở nhiệt độ cao ngay từ đầu thì miếng gà sẽ cháy bên ngoài mà bên trong không chín được. Với khoảng thời gian khoảng gần 10 phút để chiên gà thì nó cũng khá là lâu, nhưng các em sẽ phải kiên trì. Nếu như các em bỏ ra quá sớm, gà chúng ta không bao giờ ăn tái cả, cho nên là chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng là gà thực sự là chín khi chúng ta ăn. Và ngay sau đây thì gà cũng đã chín tới rồi, màu rất là đẹp và mùi hương tỏa ra rất là hấp dẫn. Anh sẽ vớt gà ra khỏi chảo dầu. Một màu vàng rất là đẹp. Và anh sẽ bày gà ra đĩa. Các bạn ơi, gà của chúng ta khi chiên xong có một màu vàng rất là đẹp mắt và cũng đang rất là thơm đấy các bạn ạ. Các em thân mến, với món cánh gà tẩm bột chiên giòn này chúng ta sẽ ăn với cả sốt mayonnaise và ketchup. Đây là sốt cà chua và sốt mayonnaise, rất là dễ làm. Nếu như các em không thể làm ở nhà thì các em cũng có thể mua ở siêu thị. Mời Phương Anh đến thử món gà. Phương Anh cảm thấy thế nào? Rất là ngon anh ạ, ngon hơn rất nhiều so với những món gà em ăn ngoài hàng. Các bạn ơi, một món gà rất là thơm ngon mà Phương Anh nghĩ rằng không cần phải bỏ quá nhiều tiền bạc để ra ngoài hàng và mua nó, mà chúng ta có thể chế biến ngay tại nhà, vừa thơm ngon vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Với món ăn này anh hy vọng các em sẽ làm thành công ở nhà. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.